Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ sáu tuần vừa qua, học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được thầy Huyền Châu giảng Bát Nhã Tâm Kinh và ni sư Tâm Nhật giảng Kinh Kim Cang. Kính mời quý vị cùng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học Bát Nhã Tâm Kinh, thầy Huyền Châu giảng tiếp đến câu Thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt. Phương pháp học của lớp này là sau khi nắm vững những mô tả chân lý bát nhã khái quát và mang tính cốt yếu rồi, chúng ta sẽ đi vào trong các văn bản để tìm hiểu, so sánh sự khác biệt, nhờ đó hiểu văn bản một cách phổ quát hơn. Câu thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt thường được hiểu là tướng không của các pháp ấy bất sanh bất diệt. Lấy hư không làm ví dụ để diễn tả từ tánh không của các pháp. Tại sao bất sanh bất diệt? Vì đã là không thì không có gì để vô thường, không sanh thì đương nhiên sẽ không diệt. Như trong câu chuyện của tỷ phú Cấp Cô Độc, người đã từng yêu thích hạnh bố thí, cúng dường tài sản đến mức cuối đời phải sống trong cảnh nghèo, không có thức ăn ngon. Lúc đang bệnh khổ, ông tự hỏi, chẳng biết giờ này Thế Tôn có biết ta đang bệnh không? Còn nhớ đến ta và cho A Nan đến thăm hỏi ta chăng? Với nhĩ căn thanh tịnh, Đức Thế Tôn hiểu được tâm ý của ông nên hiện đến ngay bên ông nói rằng: Này Cấp Cô Độc, sao ông lại mong gặp Như Lai trong tấm thân yếu ớt già nua này của ta vậy? Ai thấy tất cả tướng là không có tướng, tức là thấy pháp. Kẻ thấy pháp tức thấy Như Lai, có nghĩa thấy tự thể của các pháp là không, nhưng hiện tượng tồn tại của chúng thì tùy duyên mà có. Việc tìm hiểu về các bản dịch giúp chúng ta có cái nhìn khái quát và khách quan về tánh không của các pháp. Theo giải thích của Tâm Kinh Tán, từ đây trở xuống y theo sáu nghĩa để hiển thị không tướng. Sáu ý nghĩa đó là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Giải thích của Ngài Khuy Cơ cũng tương tự. Pháp tánh mà thể của sắc vân vân chính là không lý, nên thảy đều không tồn tại. Ngài Phạn Tạng hiểu không tướng là tướng trạng của không, là chân không. Chân không ấy tuy tức thị sắc, nhưng khi sắc theo duyên mà khởi, chân không không sinh. Khi sắc theo duyên mà rụng, chân không không diệt. Ví dụ nhân có cái ly hình khối mà chúng ta mới thấy khoảng hư không hình khối, chứ tự hư không nó đâu có hình khối. Khi cái ly bị mất đi thì khoảng hư không ấy vẫn là hư không, không vì cái ly mất đi mà nó diệt. Ngài Trí Quang, người Nhật Bản, sống vào khoảng năm 752 Tây Lịch, nói thị chư pháp không tướng, tướng tức là thể, vì hết thảy các pháp lấy như như tuyệt đối không làm thể tính. Như vậy, đoạn tâm kinh này có thể được hiểu rằng hết thảy các pháp đều bất sinh bất diệt, vân vân, vì các pháp ấy có đặc tướng là tính không. Tiếp theo, dĩ vô sở đắc cố, nghĩa là vì không sở đắc mới chứng đắc. Câu kế, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Theo cả hai bản Phạn, Lược và Quảng đều có nhận định như nhau, là nhờ vượt qua sự điên đảo đạt đến niết bàn cứu cánh. Ngài Khuy Cơ giải thích, trong giai đoạn tu đạo, Bồ Tát do y chỉ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà dứt trừ mộng tưởng, sinh tử. Ngài Viên Trắc nói, vượt qua sự điên đảo là chứng đắc Niết Bàn. Ngài Pháp Tạng cũng giải thích, cứu cánh Niết Bàn chỉ cho sự đắc quả. Nhờ học được những điểm khái quát nhưng cốt yếu nêu trên, chúng ta có thể hiểu rõ ý nghĩa bài kệ Bát Nhã Tâm Kinh. Bài kệ này được xem là đại thần chú và trí tuệ Bát Nhã được đưa vào hệ thống tu tập của Mật giáo. Trong các truyền thống Phật giáo từ Nguyên Thủy đến Đại Thừa, Hiển giáo đến Mật giáo, thì Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
là gợi ý giúp mọi cá nhân quan sát bản thân và ngoại giới, nhận thức được chân lý, nhờ thế có được năng lực đưa hành giả sang bờ bên kia của giải thoát và giác ngộ là Niết Bàn cứu cánh. Trong giờ học Kinh Kim Cang, Ni Sư Tâm Nhật tóm tắt đoạn 30 đã học trước khi giảng tiếp đoạn 31. Trong đoạn 30, Đức Phật đã nói đến sắc pháp chỉ cho hiện tượng vật chất với hai hình ảnh biểu trưng, nhỏ như vi trần và lớn như thế giới. Thế giới tan ra thành những hạt bụi nhỏ vi trần và những hạt bụi nhỏ hợp lại thành thế giới. Ấy là nói đến tướng duyên hợp, còn tánh của chúng thì là không. Sang đoạn 31, Phật dạy, tri kiến chẳng sinh. Đức Thế Tôn nói, ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Kiến là cái thấy, tức thuộc phần tinh thần. Hiện tượng này cũng không thật có. Nói cho cùng, sở dĩ phàm phu chúng ta chấp vào tướng các pháp bên ngoài là vì chúng ta chấp vào kiến, cái thấy của mình là thật. Thật ra, cái thấy của chúng ta là tùy duyên, tùy nghiệp mà hiện ra. Ví như hoa trong gương hay trăng nơi đáy nước, Đức Phật giúp hành giả phá chấp nên Ngài nhắc lại, vì không có ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến thì mới là những kiến ấy. Phật nói thế vì giáo hóa chúng sinh chứ không xuất phát từ sự chấp thủ cái thấy mà nói. Đức Phật đã tùy duyên nói pháp thì người nghe pháp cũng không nên chấp. Nếu nghe mà chỉ chấp danh ngôn thì còn kẹt vào lời, vào chữ, chưa phải thật sự là sự chứng đắc của riêng mình. Như thế, lập lại lời Đức Phật mà không thoát chấp trước thì cũng không có lợi ích gì cho việc giải thoát. Hành giả cần hiểu lời dạy, rồi ứng dụng tu hành, công phu đó mới đưa tới sự chứng đắc của bản thân. Như hình ảnh Thầy Tam Tạng bỏ đi chiếc bình bát vàng để nhận được Vô Tự Kinh trong phim Tây Du Ký, hành giả cần buông bỏ những cái chấp, lìa chấp mạng sống, không chấp vào vật sở hữu, không chấp văn tự, vân vân, thì mới được chân kinh, là kinh không kẹt vào ngôn ngữ đối đãi của thế gian. Nương theo lời Phật mà nhận ra chân tâm, được biểu dụ là cuốn kinh không có chữ trong phim Tây Du Ký. Nhân nơi tri kiến khi học pháp Phật mà nhận ra thực tướng, thực tánh Bát Nhã Kim Cang mới gọi là không chấp kiến. Tiếp theo Phật dạy, này Tu Bồ Đề, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nơi tất cả pháp phải biết như thế, thấy như thế, tin hiểu như thế, chẳng sanh pháp tướng. Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói pháp tướng chẳng phải pháp tướng, gọi là pháp tướng. Ngay khi ấy, Phật phải phá chấp những ngôn từ ngay để giúp ta nhận ra bằng trí biết như thật, không qua suy diễn về các tướng theo ý mình. Sang đoạn 32, Phật nhắc lại phước đức của người phát tâm Bồ Đề, thọ trì đọc tụng kinh này, nhiều hơn phước đức của người bố thí hết bảy báu trong vô số thế giới. Vì sao? Vì hai lẽ. Thứ nhất, thái độ hành giả trì kinh như thế nào? Người phát tâm Bồ Đề là người cầu thành Phật nên phải hiểu tánh không của Kinh Kim Cang này mới được, chứ không phải là chỉ trì Kinh Kim Cang để tiêu tai giải nạn hay chỉ cầu phước báu trong cõi trời người. Thứ hai, giảng nói Kinh Kim Cang như thế nào là không chấp vào tướng, các tướng bên ngoài dù thay đổi thế nào, tâm người này không bị dao động. Nhờ biết rõ các pháp hữu vi là bộng huyễn, như bọt bóng, như điện chớp, không thật, người này không chấp có, cũng không chấp không, tùy duyên mà sống. Vị hành giả này luôn bền bỉ tín thọ phụng hành theo lời Phật dạy về trí Bát Nhã Kim Cang. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia lớp học của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc vào tối nay, thứ Sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2023, từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Học viên lớp sơ trung đẳng sẽ được Thầy Huyền Châu giảng Bát Nhã Tâm Kinh và Ni Sư Tâm Nhật giảng Kinh Kim Cang. Kính mong quý vị đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng của quý giáo thọ để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà các giáo thọ đã dành cho học viên chúng ta. Rất mong quý học viên hãy kiểm tra email mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới, cũng như các thông báo cần thiết khác. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng vừa rồi và các chương trình Hoằng Pháp khác, kính mời quý vị theo dõi tại trang nhà bodephatquoc.org.
Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp, cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.